Ok, 23 cho các bạn, mình là Linh đây. Và tiếp theo chương trình hôm nay của chúng ta sẽ đến với... Trời ơi! Hôm nay mình định chơi đầu nhỏ các bạn ơi. Con đầu nhỏ ấy nhưng mà thành đầu to rồi. Hy vọng là thành đầu to luôn đi. Thành đầu to luôn được. Nhiều nhiều bạn, để test đầu to các bạn. Khả năng thông điệp của đầu to là hơi bị mánh mẽ đấy. Đây là cả VIP à. Đấy ơi nhầm. Mình chết rồi. Mình bảo xe rồi toàn ấn cờ, bây giờ cứ ấn cờ rồi. Đấy, nó bắn sắp chết rồi. Cái chiến. Rồi, ngu rồi. Ngu rồi. Ai đến vãi trưởng. Lúc nào cũng vậy mà. Thôi mình quen rồi. Các bạn cứ từ từ. Nào. Bắn đi đẳng cấp cao. Đấy, đúng rồi. Chạy đây. Chạy. Nếu mà hóa thành đồ to nhỉ thì test luôn đồ to nhé. Rồi mình sẽ ưu chuộng Funny rồi các bạn. Đẳng cấp thì có nhiều người làm được rồi. Thế là còn Funny thì mình thấy ít lắm. Chứa là cười thôi. Béo ạ. Thôi 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 chuồn chuồn. Béo này mông bự quá. Nào. Chạy đâu chạy đâu à, chạy 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 à. Mình thấy chưa. Quả cái liềm nó hơi bị chối một tí. Nhưng mà cào phát nào phê phát đấy. Coi, nói chung là không đi bắn nữa. Đi cận chiến. Và thay đồ nhỏ. Con đôi nhỏ thì nó quá quen thuộc của các bạn. Để tí nữa mình hóa thì mình sẽ chỉ cho các bạn là cái điểm quen thuộc của nó. Chà. Ủa sao giật 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 vậy. Chà. What the trời ơi. Ôi, ok. Đây đôi nhỏ đấy nha. Nó khác biệt với bên đột kích các bạn ơi. Tức là bên này nó gầy. Đột kích mình nhá. Mình thấy là nó sau mũi đấy. Đồ chân tay như kiểu tập gym lâu năm ấy. Còn chỉ kích thì nó có nhau nhau vậy. Đây đây đây. Con này thì ai cũng phải dùng thôi. Đây này, mình sẽ giới thiệu diễn viên của chúng ta mà đang chạy chạy làm gì đây? Đâu từ từ thôi. Đây 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 đây. Đây một khi nó đã xịt giấm là như này đây. Giấm màu trắng các bạn ạ. Giấm này loại đặc biệt đấy. Giấm chất lượng cao. Khiến cho tốc độ cơ thể tăng lên gấp đôi. Cái con đồ nhỏ này cũng là thuộc hàng xem tivi nhiều nhất các bạn. Mắc mắc nhiều luôn. Bạn cứ tưởng được ngồi xem tivi rồi. Hạnh phúc đấy. Nào. Chơi. Bọn này cứ thay lắm vậy. Đùa. Đợi 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 tí nha, đợi tí. Mình xem có rắm rồi các bạn. Phải này chuẩn bị đi xịt rắm này. Ô nó chạy đâu rồi. Sao cứ giật vậy. Thế chứng tỏ là đột kích ở đâu? Truy kiểu đấy, truy kích còn lá người chơi đột kích. Đột kích nhẹ. Đột kích mình chơi cứng bờ luôn. Đấy, xịt dám nào. Xịt dám. À. Thông thông ra đi. I love you, I love you, I miss you. Woo. Không cho mày sang, chó. Với lại cả phải huyết thanh nó. À. Đúng rồi. Tết mà đâu qua được. À trời ơi. Thôi tên đồ to. Đó đó đó. Đồ to thì nó có khả năng bật sale lên. Rồi. Có đi đâu được luôn. Nên là cái hồi cái thời gian hồi là rất nhanh các bạn. Nên là đúng là mắc mạnh luôn. Thẩm du nó đi. Bây giờ phải đi thời đại của nện rồi. Các bạn hiểu nện là gì không? Mình không hiểu đâu. Thôi mà các bạn không cần phải hiểu đâu. Rồi, nhanh vậy. Thế là đồ to. Mình chắc chắn là hôm nay mình sẽ được test đồ to nhiều lần các bạn cứ yên tâm. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với đồ nhỏ. Đấy, nhìn với thân hình quay sệ của anh ấy thì một làn gió thoảng thoảng thiên thoảng thoảng qua cũng đủ làm anh bay đến tận trời rồi. Bay như thơ ấy. Rồi đâu rồi? Ôi đây. Sao nhặt được súng ấy? Đi thông đồ to đi. Thông đồ to luôn. Ai bảo mày cướp cơ hội làm đồ to của tao. Kể ra mà làm clip mà chuyên đồ to hơi bị khó đấy bạn. Phải gọi là mắc mắc hên. Hoặc là không biết là hên hay là đen nữa. Woo. Chà. 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 Ôi gì. Chết. Một thằng. Chết. Rồi. Một cận chiến đầu tiên.
Ôi, kiểu gì những cái clip mà mình làm về mấy con nhân vật sinh ra ở zombie này thì chết, không chết đi, phát đi vào đây thì cả huyết thanh cái này vừa phát chết luôn. À, đây, nhìn trông nó như thế này, có móng tay rất dài các bạn ạ, kiểu các bạn nào mà bấm móng tay bấm hộ nó cái không khổ thân vãi. Thế này nó đi gắp đũa rồi gì? À con này nó có ăn nó có ăn cơm đâu mà cần đũa. Ở đâu con này không cần đũa đâu các bạn. Kiểu nó lấy móng tay xong rồi nó gắp. Láo, 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 láo. Đấy, xin dám là nó chạy nhanh lắm. Cũng giống kiểu đồ to ấy, nó chạy nhanh hơn, rất là nhanh. Nhưng mà nó cái thời gian hồi là rất lâu, hình như 20 đến 30 giây mình chả nhớ. Nghe cái bài này hay thế, mình vẫn thích cái đoạn là I love you, I miss you này. Thanh niên nào mà đi tán gái, tao cứ tặng bạn này nó xúc vào mồm luôn. Trời ơi, đùa, hôm nay làm đầu to. Ngu người, ngu người đâu. Thôi, to mày chả thấy đâu, lúc nào cũng được lê giải lây nhiễm thôi. Lúc nào cũng vậy các bạn, quen rồi. Đùa, thằng AK nó bắn đâu vậy? Cứ tưởng ngồi xem TV rồi. Giết thằng nào trước các bạn, đây nha. Không thủ chuồng mà thủ đây anh giết. Chết rồi, mình cứ bấm cờ. Ngu rồi, loạn rồi, loạn khuẩn rồi. Loạn khuẩn, cận chiến à. Cận chiến à. Có anh bảo kê đây mà dám hãm hại đồng đội anh à? Láo. Rồi, đấy nha, đồ to khi bật F thì nó hồi nhanh lắm. 15 giây là hồi xong. Trời ơi. Trời ơi. Mình đang cận chiến. Mình đang cào chết vãi thật đền vãi. Thế bạn, các bạn thấy mình nào? Mình đố các bạn này. Mình bảo test đồ nhỏ mà thành ra phải bây giờ được test đồ to. Mình đố các bạn làm clip mà chuyên zom như mình, được như mình đấy, được như mình nhé. À, mình có đâu ạ. Các bạn có zombie thường thì mình cứ thấy nó không phải dạng vừa đâu. Tuy là nó dễ bị cận chiến này, với là cái khả năng bật ép của nó thì bá đạo đấy. Nếu có một chuyện phải khi mà bị dồn ấy, nếu mà các bạn không biết cách là rất dễ dẹo, mà mình cũng hay dẹo bởi những con này mà nó bật ép thì kiểu nó quán tính nó cao thì các bạn cố gắng lách, đừng bao giờ chạy lên một đường thẳng nhá. Rồi, ôi giời ơi, thằng kia cướp mất được chiếc đồ to của mình rồi. Đồ to của tao mà mày dám. Chết. Nào 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 nào. Ôi trời. Chết. Chết. Giời ơi, đã thông mà đi thế rồi mà. Lì lợm thế. Ôi. Đợi đợi tí bạn, tí nữa mình đi. Rồi, đi làm gì đấy? Đây. Thằng có ấy. Đầu to của anh mày mày cướp. Đây 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 đây. Đầu to. À. Các bạn thấy hoàn hảo không? Perfect không? Chết. Chết. Wow. Đấy đấy đấy, nó bật đấy, nó bật đấy. Ui giời. Không đỡ được ba con đây này, sẽ đồng với mình cứ tưởng một con mình ăn được. Nhỏ quá. Đây nó cao 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 như kiểu nó kiểu võ mèo cào ấy chứ. Con này cũng gay rồi, thực hàng gay rồi các bạn. Kiểu võ mèo cao này chỉ có mấy team cái gì nè, gọi là mình chả nhớ nữa. Thôi thế là clip này mình sẽ test được cả hai con đầu nhỏ và đầu to các bạn. Có bố có con thì có bố với con. Một con thì gió bự xác, một con thì người thì teo 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 to. Kiểu nó ăn hết thức ăn của nhau các bạn. Rồi sao không biến thành đầu to luôn đi. Rồi đi cận chiến đấy, cận chiến đấy, thoải mái đi. Nhận, ui dồi ôi. Ui giời ơi, ai rồi 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 rồi. Thôi. Giờ em mình toàn nhặt khẩu súng vậy thôi. Thôi tốt nhất mình không vứt được các bạn. Vứt đi tí nữa mình lại nhặt lại. Ui. Wow. Trời, hai con à. Con đầu to nó căn ở dưới mình thế là nó cao luôn. Được, và đấy gọi là mắc hay đấy. Các bạn đấy chơi hay. Rồi chúng ta tiếp tục với đồ nhỏ. Thế quá. Hôm nay hơi sung rồi đấy. Các bạn thùng xe nhà tình quá là mình mắc sung rồi. Chết. Cứ thế này thì cũng như là mình giờ rất khỏe các bạn. Mình có thể nói gần một ngày là liên tục mà không ngừng nghỉ.
chỉ dám lên. Ai trời ơi, chị thôi. Ui giời ơi, đồ to. Giời ơi, đồ to mà em nhìn. Vãi nó bắn chết rồi. Vãi chưa. Không cần ép. Ai chơi. À, ta, ta. À, thế nào. Rồi, thôi ok. Có khi clip mình sẽ tạm dừng ở đây. Các bạn nhớ like và chia sẻ và subscribe ủng hộ mình nha. Bye. Và tôi chào mọi người đi nữa. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.